Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Galle Watch. Đối với những ai đã chót dành tình cảm, sự đam mê dành cho những cỗ máy đếm thời gian nhỏ bé thì hiếm người sở hữu duy nhất một chiếc đồng hồ. Rất đơn giản bởi vì có vô số những mẫu đồng hồ khác nhau với những phong cách và mẫu mã hoàn toàn khác biệt, mà trong đó thì mỗi một chiếc đồng hồ lại phù hợp với một hoàn cảnh khác nhau, tôn vinh vẻ đẹp của chủ nhân đeo nó. Sẽ rất là kỳ cục nếu như bạn đeo một chiếc đồng hồ lặn dây da cao su to bản ở trong một bữa tiệc sang trọng, đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Galle Watch liệt kê ra 5 mẫu đồng hồ bắt buộc phải có của đấng mày râu, để từ đó có thể lựa chọn những chiếc đồng hồ phù hợp nhất cho mọi hoàn cảnh. Nào, chúng hãy cùng điểm qua nhé. Đầu tiên, và cũng là kiểu đồng hồ phổ biến nhất mà bất cứ quý ông nào cũng đã từng sở hữu, đó chính là những chiếc đồng hồ có mặt tròn đi kèm với những bộ dây da thanh lịch. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những thiết kế mặt tròn xuất hiện ở hầu hết các loại đồng hồ và dễ kết hợp cùng trang phục, đồng thời che đi những khuyết điểm nơi cổ tay. Kiểu đồng hồ mặt tròn được đánh giá là phụ kiện hoàn hảo cho nam giới có cổ tay nhỏ, còn bởi mặt tròn sẽ dễ dàng giúp bạn ăn gian kích thước cổ tay. Nhất là với đồng hồ dây da, theo thời gian dây da sẽ càng vừa khít và ôm tay hơn. Chọn đồng hồ dây da mặt tròn không hề khó, và đặc biệt kiểu đồng hồ này dường như sinh ra để dành cho những trang phục công sở với áo sơ mi, áo vest và giày da thanh lịch. Đây là kiểu đồng hồ sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cùng bạn trong những cuộc đàm phán hay những sự kiện quan trọng, và sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua đồng hồ thể thao. Mặc dù đây là kiểu đồng hồ không quá bắt buộc hay phổ biến như những chiếc đồng hồ mặt tròn, dây da cổ điển, thì nó vẫn giữ vị trí quan trọng trong bộ sưu tập đồng hồ của các quý ông. Kể cả không đeo đồng hồ khi chơi thể thao, những cỗ máy này vẫn làm nổi bật chất nam tính mạnh mẽ của bạn. Điều đó lý giải tại sao đồng hồ lặn được cánh đàn ông ưa chuộng tới vậy, dù ngày nay hầu như chẳng ai đeo loại đó khi đi lặn biển cả. Nếu bạn là một fan trung thành của siêu điệp viên James Bond, không khó để nhận ra những chiếc đồng hồ lặn mang hơi hướng thể thao của Omega kết hợp tốt thế nào với những bộ suit sang trọng, đúng không nào? Hay những mẫu chronograph bấm giờ hiện diện trên các bộ sưu tập của hầu khắp các hãng đồng hồ. Dù tính năng này phổ biến nhưng những ông lớn như Zenith hay Breitling vẫn luôn coi đây là điểm đáng giá và dồn nhiều công sức chế tác để tạo nên những siêu phẩm để đời. Kiểu đồng hồ thứ ba mà mọi quý ông nên có trong bộ sưu tập của mình đó chính là những chiếc đồng hồ tích hợp tính năng, hay còn được gọi là complication. Nếu đồng hồ với mặt tròn, dây da, ba kim một lịch sở hữu những bộ máy ở mức độ đơn giản, thì những kiểu đồng hồ có tích hợp tính năng lại sở hữu những bộ máy phức tạp hơn nhiều. Trong trường hợp này, chúng ta xét tới những chức năng mang tính truyền thống và thiên về chế tác như lịch tuần trăng Moonface, giờ thế giới GMT, kim hồi ngược Retrograde, hay những siêu phẩm sở hữu chức năng điểm chuông Minute Repeater. Từ xưa tới nay, tính năng trên đồng hồ luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, ngay cả khi nó không thực sự hữu ích cho lắm trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tính năng đại diện cho cá tính riêng của chiếc đồng hồ, hòa quyện với yếu tố thanh lịch ban đầu. Bởi vậy, đa phần những mẫu đồng hồ complication là những chiếc wristwatch và không thiếu thiết kế dây da mặt tròn đã kể ở trên. Sở hữu một chiếc đồng hồ tích hợp tính năng là bạn đã sở hữu cho mình một cỗ máy tinh xảo, một trong những dấu mốc ghi nhận sự phát triển của ngành chế tác đồng hồ thế giới. Tiếp theo, chúng ta phải nhắc đến những chiếc đồng hồ trẻ trung, năng động với dây dù hay còn gọi là dây NATO. Có đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cần một màu sắc riêng biệt và cá tính. Khi đã có đầy đủ các cung bậc từ trang trọng tới mạnh mẽ chất thể thao, lúc này những chiếc đồng hồ sở hữu dây NATO sẽ giúp bạn có được điều đó. Nếu dây da đồng hồ mang đến cho người đeo vẻ cổ điển, lịch lãm, dây kim loại là sự sang trọng, thì dây NATO sẽ mang đến nét đặc trưng mà không chất liệu dây nào toát lên được. Đó chính là sự trẻ trung, tươi mới và vô cùng năng động. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi xuất hiện ở một đám đông mà hầu hết mọi người đều đeo đồng hồ dây kim loại hoặc dây da, trong khi ngự trị trên cổ tay bạn là mẫu đồng hồ dây NATO? Chắc chắn nó sẽ khiến bạn trở nên khác biệt, nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh hơn, đúng không nào? Và cuối cùng, hãy chắc chắn rằng bạn có ít nhất một mẫu đồng hồ mạ vàng, bất kể đó là sắc vàng kim hay vàng hồng. Bởi đồng hồ mạ vàng biểu trưng cho sự sang trọng và quyền lực. Đồng thời, sắc vàng cũng dễ dàng lôi cuốn sự chú ý hơn so với những mẫu đồng hồ có màu sáng của thép nguyên bản. Một vài người có e ngại là màu vàng gây cảm giác già dặn, nhưng trên thực tế, điều này tùy thuộc vào cách bạn chọn những kiểu đồng hồ mạ vàng khác nhau. Tông vàng champagne được mạ toàn bộ đương nhiên trở thành hơn kiểu mạ demi. Trong khi đó, vàng hồng vẫn được săn đón bởi sự phù hợp với nhiều độ tuổi và màu da. Màu vàng hồng cũng mang tới cảm giác cuốn hút nhiều hơn nhờ cảm giác ấm áp khi kết hợp với những tông màu lạnh của trang phục. Và vừa rồi chính là 5 mẫu đồng hồ mà Galle Watch muốn giới thiệu đến các bạn. Thật khó để có thể đúc rút ra chỉ 5 mẫu đồng hồ tối ưu, nhưng chúng tôi tin rằng đây là những chiếc đồng hồ rất phù hợp mà các bạn nên sở hữu. Còn các khán giả, những người xem video này của Galle Watch, các bạn đã sở hữu bao nhiêu chiếc đồng hồ ở trong 5 mẫu đồng hồ kể trên? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video của chúng tôi. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe để tiếp tục theo dõi, đồng hành cùng Galle Watch trong những sản phẩm ấn tượng tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!